Thưa các bạn, hôm nay là ngày thứ tư. Nhìn thấy trên lên máy này, bạn này ở đây, mọi việc, mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Về thần thái của cháu đã tốt lên rất nhiều. Các bạn nhìn vào ánh mắt là các bạn sẽ thấy là cái thần thái tốt lên rất nhiều. Cái lòng bàn tay nó đã ấm hẳn lên. Nó ấm hẳn lên thì nó thể hiện cho cái cơ địa của bạn này nó đã khỏe lên. Bàn tay không còn lạnh nữa. Không còn lạnh nữa. Và cái cơ mồm là cho hái là hái tăng. Căng. Căng. Rồi. Thì cái cơ mồm thưa các bạn là nó bị cứng cơ ở đây. Thì tôi có dặn gia đình là nắn cơ ở đây. Và tôi cũng có truyền năng lượng vào đây để cho cái cơ mồm nó giãn ra. Và cái lưỡi, hàng ngày tôi phải dạy uốn cái lưỡi thì mọi sự về chuyển biến, về phát âm nó đã tốt lên rất nhiều thưa các bạn. Và với cái tiến độ là 7 đến 10 ngày thì chắc chắn bạn này sẽ gọi là bình phục hoàn toàn về những cái gì nó gọi là cơ địa đã bị tâm linh tác động. Đấy, các bạn nhìn có thể nhìn thấy hôm nay khuôn mặt lên sáng lên rất nhiều, ánh mắt, thần thái mọi thứ sáng lên, tốt lên rất nhiều. Anh quay về đây. Thưa các bạn, tối hôm qua có một sự việc xảy ra ở nhà tôi liên quan đến bạn này. Và nó dẫn đến cái việc tôi phải làm cái clip này. Đáng lẽ tôi phải đợi, tôi đợi thêm 2-3 hôm nữa cho bạn này, bạn có cái tiến triển rõ rệt đi được tôi làm clip báo cáo cho các bạn. Nhưng hôm nay tôi phải làm luôn là như thế này. Clip này là một clip nó không liên quan đến cái tính chất công việc tôi đang chữa cho bạn này. Và tôi cũng nói luôn như thế này, kênh YouTube của tôi hiện tại đang có rất nhiều quan chức theo dõi. Cho nên hôm nay tôi làm clip này để vạch trần bộ mặt của nhóm người mà tôi hay viết cái từ TCC. Thưa các bạn, tối hôm qua xuất phát điểm tôi sẽ bắt đầu lại. Chuyện này tôi không muốn nói ra, nhưng hôm nay tôi buộc phải nói ra. Tại vì cái tính chất của nó man rợ, tiểu nhân bỉ ổi, nó quá là tiểu nhân bỉ ổi. Cho nên tôi buộc phải nói ra như thế này. Thời điểm trước, nếu các bạn theo dõi tôi từ rất lâu, thì tôi là người chuyên đi xử lý các cái thần. Và mục đích của tôi, trọng trách của tôi là sau này sẽ là khai mở các cái kho tàng, kho báu cho nhà nước để kiến thiết đất nước. Việc này tôi phải song hành cùng với nhà nước chứ tôi không là muốn làm một mình. Chính vì cái tính chất công việc này thì tôi không muốn động chạm, tại vì động chạm cái chính trị Việt Nam nó phức tạp lắm, tôi không dám động chạm. Nhưng tôi chỉ nói sơ sơ này, một nhóm người thuộc một tổng cục. Còn tổng cục gì các bạn tự suy luận ra được. Việt Nam có tổng cục gì mà có quyền hạn theo dõi, giám sát và thậm chí đào móng nhà tôi lên, thì các bạn tự biết tổng cục đấy là tổng cục gì. Người ta theo dõi tôi hơn một năm nay rất sát sao, đi công việc ở tỉnh nào cũng theo dõi, tôi ngủ ở khách sạn nào cũng theo dõi. Và tôi đã tuyên bố rất nhiều lần rằng cái sự đi và sự theo dõi này tôi bóc phốt lần nào, đi lần nào tôi bóc phốt lần đấy. Và cuối cùng tôi rút ra được một bài học, đó là gì? Đó là người ta chỉ duy trì cái việc này để người ta lấy tiền, gọi là công tác phí mà thôi. Chứ còn đi theo dõi gọi là trinh sát hay cái gì đó thì phải để người bị theo dõi không phát hiện ra. Nhưng đi lần nào tôi cũng phát hiện ra và tôi bóc phốt từng người một. Nhưng người ta vẫn cứ làm cái hành động này. Hàng đêm người ta theo dõi xung quanh nhà tôi, thậm chí là trước người ta đào móng nhà tôi lên, đào cả cái khu để tôi thoát nước thải ra, để tôi xem người ta xem tôi thải ra cái gì. Đấy là một hành động rất bỉ ổi của nhóm người này. Đáng lẽ tôi cũng gạt đi, tại vì tôi nghĩ là tôi cũng đã hết lời với nhóm người này rồi. Còn bọn này nó là cái bọn mà nó không có não, nó sống nó không có liêm sỉ. Cho nên nó lấy tiền của nhân dân làm tiền công tác phí của chúng nó một cách vô lý. Tôi đã bỏ qua rồi. Nhưng sự việc hôm qua là một sự việc cực kỳ bỉ ổi. Tôi buộc phải nói ra như thế này. Thưa các bạn có nhớ hôm trước tôi đến nhà bạn này,
bạn ấy có nói là người yêu của bạn ấy giới thiệu tôi đến chữa cho bạn ấy, nhờ tôi đến chữa cho bạn ấy. Nhưng mà tối hôm qua thì bạn ấy có nói chuyện với cái bạn nữ này là hôm qua sinh nhật bạn ấy, cho nên bạn ấy muốn đến chơi với bạn nữ này. Tôi cũng bảo với bạn nữ này là cháu cứ đồng ý cho người yêu đến đây chơi, ngồi cả cả đến đây uống rượu với thầy và nói chuyện cho nó tình cảm, tôi rất thoải mái trong chuyện này. Thì tôi mới té ngửa ra một điều, cái bạn cái cậu mà cậu cái nick là gì, Hiếu là Xuân Hiếu à? Xuân Hiếu à? Chu Xuân Hiếu à? Chu Xuân Hiếu. Bạn ấy chưa gặp bạn nữ này một lần nào, chưa gặp một lần nào. Bạn đấy là người của cái nhóm người mà tôi gọi là TCC này, là người của Tổng cục. Lừa tình một người con gái đang ốm đau bệnh tật như thế này để lấy người con gái này làm công cụ tiếp cận tôi. Tiếp cận tôi. Và tôi thì tôi cứ vô tư, tôi là vì ai có bệnh thì tôi chữa, tôi nhận đến đây tôi chữa. Nhưng mà hôm qua bạn này đến đây với một cái thái độ không quen biết bạn này. Người nhà tôi hỏi chẳng ai biết, là chưa ai gặp cậu này bao giờ. Tôi không hiểu yêu đương kiểu gì. Thì hôm qua bạn này đến một cái tôi đã nhận ra luôn, đấy là người của nhóm người này. Chưa gặp bao giờ, cũng chả hỏi han gì bạn này luôn. Thưa các bạn, đây không phải là một tình yêu. Đây là một sự lợi dụng một người con gái đang bệnh tật ốm đau như này. Đây là một sự sỉ nhục và một sự bỉ ổi, rất rất bỉ ổi của một nhóm người thuộc cái tổng cục này. Thưa các bạn, rất bỉ ổi. Sao lại có thể lừa tình một người phụ nữ để rồi lấy đấy ra là công cụ, một người phụ nữ đang ốm đau bệnh tật như thế này, lấy ra làm công cụ. Thưa qua, thưa các bạn, và tối hôm qua khi bạn ấy đến, tôi đã làm hành động này. Tôi mời bạn ấy lên từng phòng, vào từng ngóc ngách, tôi mở từng vật dụng, giống như từ tầng 1 lên đến tầng 5, giống như là tôi cho bạn ấy khám nhà không cần lệnh, để tôi hiện thể hiện sự trong sạch của tôi. Và hôm nay tôi làm clip này để tôi cũng thể hiện với các bạn, và tôi cũng nói cho các bạn biết một điều như thế này. Sao lại có thể có một cái thể loại gọi là tổng cục gì đấy, sao lại khốn nạn như thế? Tôi bị sốc các bạn ạ. Hôm qua vợ chồng tôi mâu thuẫn cũng vì việc này. Tôi quá sốc vì việc này. Trần gian này sao lại khốn nạn như thế? Sao lại có những nhóm người khốn nạn như thế? Tôi không thể tưởng tượng được các bạn ạ. Cả đêm hôm qua tôi không làm được cái việc gì cả. Và tôi cũng xin lỗi các bạn, những cái bạn mà tôi đã hẹn công việc ngày hôm qua, tôi xin lỗi, tôi không thể làm được cái gì đêm hôm qua, từ hôm qua đến giờ. Tôi cứ nghĩ đến cái hành động này mà tôi thấy xót xa. Tôi thấy khinh bỉ vô cùng luôn. Sao lại khốn nạn thế? Tôi đã từng nói muốn vào nhà tôi, hãy nói với tôi một lời. Tôi cho vào từ tầng 1 lên tầng 5. Tôi đưa đi tất cả các góc cách, mở từng cái một nếu như người ta yêu cầu. Đấy là tôi cho khám nhà không cần lệnh. Sao lại làm như thế? Sao lại lừa người ta như thế? Lừa một con gái, người con gái bệnh tật như thế này. Còn thưa các bạn, tôi vẫn chữa, tôi vẫn nhận chữa. Tôi vẫn chữa cho bạn này. Và lộ trình nó vẫn thế các bạn ạ. Tôi không thể tin được. Nó thối nát quá. Nó khốn nạn vô cùng luôn. Xin lỗi các bạn, tôi đi công việc, xe nào theo tôi chỉ từng người một luôn. Tôi chỉ từng người một. Thế nó vẫn theo. Vậy thì chính xác cái kiểu gì? Theo dõi cái kiểu gì? Khi mà người bị theo dõi, người ta phát hiện ra ngay từ đầu. Nó xa qua mặt tôi được. Vậy mà người ta vẫn đi. Đấy là gì? Đấy là gần Tết tăng cường đi trinh sát để kiếm tiền công tác phí. Khốn nạn nó vừa thôi chứ. Và tất cả đều có sự trả giá của nó ấy. Và động vào tôi thì phải càng trả giá nặng. Trả giá càng nặng. Các bạn hãy dõi theo tôi. Lộ trình của chúng ta vẫn thế. Công việc cứu người của chúng ta vẫn thế. Xin chào và hẹn gặp lại.